em mong muốn phát triển tư duy toán học của mình, có đủ khả năng thi vào các trường chuyên toán hay đủ sức chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi môn toán. Học 247 xin giới thiệu đến các em chương trình học toán nâng cao trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9. Nội dung chương trình học được xây dựng với lộ trình rõ ràng, tỉ mỉ, phù hợp với các em học sinh khá giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 9. Với sự giảng dạy khoa học, hợp lý của hai giáo viên toán nhiều năm kinh nghiệm là tiến sĩ Phạm Chí Nam, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Nguyễn Đức Tấn, với hơn 30 năm bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên. Hãy nhanh tay đăng ký để đạt được kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất.